Thay vì chọn tìm đến những tụ điểm vui chơi lành mạnh hoặc ít nhất là ở nhà, thì các thanh niên này lại chọn một thú chơi nguy hiểm. Và khi nhiều người đã bắt đầu đi ngủ, thì họ lại phải nằm ngay giữa đường, gần cầu Sài Gòn, sau một cuộc trấn áp của cảnh sát giao thông. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt, tức PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương làm rõ hành vi vi phạm của nhóm thanh thiếu niên tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép đoạn gần cầu Sài Gòn. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng xác định khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 16 tháng 8 sẽ có nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau để đua xe so kè tốc độ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tối cùng ngày, nhóm này đã chạy xe thành đoàn tụ tập la hét, nẹp bô, biểu diễn tốc độ, dàn hàng, lạng lách tại khu vực gần cầu Sài Gòn, đoạn thuộc Bình Thạnh, làm người dân khiếp vía. Nắm thông tin, cảnh sát giao thông và các lực lượng phối hợp bố trí chặn bắt xử lý nhóm thanh niên này. 20 giờ 45 phút tối ngày 15 tháng 8, lực lượng chức năng chia thành nhiều hướng chặn hai đầu cầu Sài Gòn. Khi nhóm này đang đi theo hướng từ quận Bình Thạnh đi thành phố Thủ Đức thì bị vây bắt. Thấy lực lượng chức năng, nhóm này bỏ chạy nhưng bất thành. 40 thanh thiếu niên, 30 nam, 10 nữ, có độ tuổi từ 17 đến 23, cùng 36 xe máy, hầu hết đã thay đổi kết cấu máy, bị lực lượng chức năng đưa về công an quận Bình Thạnh để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm. Bước đầu, nhóm quái xế khai có đam mê với tốc độ, được bạn bè rủ rê tụ tập thể hiện bản thân.